thầy. Nay bà tên là gì? Dạ thưa cha, con Maria Hoàng Thị Cung. Hoàng Thị Cung, hôm nay bà bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con 85 tuổi ạ. Bà đã được làm tông đồ rửa chân bao giờ chưa? Dạ chưa. Hôm nay bà có muốn là được làm tông đồ rửa chân không? Dạ thưa có ạ. Ở dưới xứ bà có bao giờ mà rửa chân cho mấy bà bao giờ không? Dạ thưa cha, con nguyên bác xa xôi lắm mà còn chưa được bao giờ là được hạnh phúc như vậy. Nay cha chọn con là con rất là phấn khởi và rất là tạ ơn Chúa đấy ạ. Rồi, mời bà ngồi về đây. Mời bà ngồi về đây, rồi. Rồi, thưa anh chị em, được mấy tông đồ rồi? 6, ông này hình.